Trong vòng 24 giờ, quân đội Nga hoàn tất việc tiêu diệt quân Ukraine ở làng Karupet, khôi phục quyền kiểm soát đối với ngôi làng này. Giao tranh để đẩy lùi lực lượng vũ trang Ukraine vào khu vực Kursk vẫn tiếp tục, theo thông báo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga về tình hình Kursk. Giao tranh đã diễn ra dữ dội ở làng Karupet, nằm trong huyện Pelopsky ở khu vực Kursk. Theo dữ liệu từ Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng đột phá bằng các đơn vị của lữ đoàn bộ binh cơ giới 115 theo hướng Kremiani nhưng không thành công. Ngoài ra, sự chuẩn bị của Ukraine cho các cuộc tấn công vào các vị trí của Nga ở phía nam Kremiani và phía tây Yuskaya Konopenka đã bị gián đoạn. Lực lượng Nga đã sử dụng pháo binh và không quân tấn công vào các địa điểm tập trung của các tay súng từ lữ đoàn nhảy dù 82 và 80. Kết quả 11 phương tiện đã bị phá hủy, bao gồm 5 chiếc Bradley cùng với khoảng 90 quân nhân. Cũng trong suốt cả ngày, Ukraine đã cố gắng đột phá bằng các nhóm di động và tập trung lực lượng cùng thiết bị tại nhiều khu vực nhưng đã gặp sự kháng cự quyết liệt. Giữa quan sát quân sự cho rằng, việc Nga giành lại quyền kiểm soát làng Karopet ở bờ phải của sông Vân là bước đầu tiên cắt đất nguồn cung cấp hậu cần cho Ukraine và điều này đang gây lo ngại lớn cho Bộ Tổng tham mưu Ukraine. Theo các nguồn thông tin của Ukraine, lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến vào khu vực Kursk theo ba hướng, đồng thời nhằm chiếm giữ diện tích lãnh thổ tối đa có thể. Điều này không chỉ mở rộng mặt trận mà còn làm cho việc cung cấp trở nên rất khó khăn, vì toàn bộ tiếp tế chỉ diễn ra qua một con đường đến suốt xa, sau đó phân tích ra hai bên. Quân đội Nga gần như ngay lập tức đã bắt đầu cố gắng tấn công vào các cánh để cắt đất nguồn cung cấp và luân chuyển quân. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng hiệu quả thế nào cần chờ thời gian trả lời. Trước đó đã có thông báo cho rằng quân đội Nga sau khi đưa thêm lực lượng dự bị bắt đầu cắt đất các nhóm đặc nhiệm của Ukraine, dần dần phong tỏa các đơn vị lực lượng vũ trang Ukraine trên lãnh thổ mà họ đã chiếm giữ. Trong vòng 24 giờ, quân đội Nga hoàn tất việc tiêu diệt quân Ukraine ở làng Karupet, khôi phục quyền kiểm soát đối với ngôi làng này. Giao tranh để đẩy lùi lực lượng vũ trang Ukraine vào khu vực Kursk vẫn tiếp tục, theo thông báo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga về tình hình Kursk giao tranh đã diễn ra dữ dội ở làng Karupet, nằm trong huyện Pelopsky ở khu vực Kursk. Theo dữ liệu từ Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng đột phá bằng các đơn vị của lưỡng đoàn bộ binh cơ giới 115 theo hướng Kremiani nhưng không thành công. Ngoài ra, sự chuẩn bị của Ukraine cho các cuộc tấn công vào các vị trí của Nga ở phía nam Crimea và phía tây Yuskaya Konopenka đã bị gián đoạn. Lực lượng Nga đã sử dụng pháo binh và không quân tấn công vào các địa điểm tập trung của các tay súng từ lữ đoàn nhảy dù 82 và 80. Kết quả 11 phương tiện đã bị phá hủy, bao gồm 5 chiếc Bradley cùng với khoảng 90 quân nhân. Cũng trong suốt cả ngày, Ukraine đã cố gắng đột phá bằng các nhóm di động và tập trung lực lượng cùng thiết bị tại nhiều khu vực, nhưng đã gặp sự kháng cự quyết liệt. Giới quan sát quân sự cho rằng việc nga giành lại quyền kiểm soát làng Karopet ở bờ phải của sông Vatse là bước đầu tiên cắt đứt nguồn cung cấp hậu cần cho Ukraine và điều này đang gây lo ngại lớn cho bộ tổng tham mưu Ukraine. Theo các nguồn thông tin của Ukraine, lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến vào khu vực Kursk theo ba hướng, đồng thời nhằm chiếm giữ diện tích lãnh thổ tối đa có thể. Điều này không chỉ mở rộng mặt trận mà còn làm cho việc cung cấp trở nên rất khó khăn, vì toàn bộ tiếp tế chỉ diễn ra qua một con đường đến sốt xa, sau đó phân tích ra hai bên. Quân đội Nga gần như ngay lập tức đã bắt đầu cố gắng tấn công vào các cánh để cắt đứt nguồn cung cấp và luân chuyển quân. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng hiệu quả thế nào cần chờ thời gian trả lời. Trước đó đã có thông báo cho rằng quân đội Nga sau khi đưa thêm lực lượng dự bị bắt đầu cắt đứt các nhóm đặc nhiệm của Ukraine, dần dần phong tỏa các đơn vị lực lượng vũ trang Ukraine trên lãnh thổ mà họ đã chiếm giữ. Báo cáo tại cuộc họp của Ban tham mưu Tổng tư lệnh tối cao ngày 15 tháng 8, ông Sinsky cho biết các hoạt động của lực lượng Ukraine tại khu định cư xa và ba khu định cư khác của tỉnh Kursk đã hoàn tất để duy trì luật pháp và trật tự cũng như đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân địa phương tại các vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát ở Nga, văn phòng chỉ huy quân sự đầu tiên đã được thành lập, đứng đầu là tướng Moskalov. Tướng Eduard Moskalov từng lãnh đạo lực lượng phòng không ở Odessa và nhóm tác chiến chiến lược Donetsk. Trước đó, tại cuộc họp ngày 14 tháng 8, Tổng thống Zelensky đã đề cập đến việc thành lập các văn phòng quân sự nếu cần thiết tại các khu vực thuộc quyền kiểm soát của Ukraine ở tỉnh Kursk của Nga. Ông Dmitry Lupinets, Ủy viên Nhân quyền của Quốc hội Ukraine tuyên bố, nước này có thể thành lập các văn phòng chỉ huy quân sự tại Kursk để cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân địa phương. Cũng theo Tổng tư lệnh Zizky, lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến thêm từ 500m đến 1,5km trên một số hướng ở Kursk từ sáng ngày 15 tháng 8 và hiện kiểm soát 82 khu dân cư ở Nga. Tổng cộng, kể từ khi bắt đầu chiến dịch ở Kursk, quân đội Ukraine đã tiến sâu 35 km và kiểm soát 1.150 km vuông lãnh thổ Nga. Theo TASS, trong ngày 15 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo về một máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 của nước này bị rơi ở vùng Siberia. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một máy bay Tu-22 M3 đã gặp sự cố tại tỉnh Kurs trong khi thực hiện một chuyến bay huấn luyện định kỳ. Toàn bộ phi hành đoàn đã thoát hiểm an toàn. Chiếc Tu-22 M3 lao xuống một khu vực chống trải, không gây ra thương vong trên mặt đất. Nguyên nhân ban đầu được cho là do trục trặc kỹ thuật. Ông Igor Kotsev, thống đốc Ikus, nói rằng lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường và tìm được bốn thành viên phi hành đoàn. Địa điểm rơi của máy bay này cách sân bay quân sự Belaya khoảng 15 km. Tu 22M3 tên đầy đủ là Tu-22M3 là phiên bản hiện đại của máy bay ném bom siêu thanh chiến lược tầm xa tấn công trên biển được đưa vào sử dụng từ những năm 1970. M3M biến thể mới nhất của mẫu chiến đấu cơ này trình làng hồi tháng 8 năm 2018 với hệ thống liên lạc và thiết bị định vị vô tuyến kỹ thuật số mới. Dù có kích thước nhỏ hơn Tu-160 và Tu-95, song Tu-22M3 vẫn có thể mang theo 24 tấn vũ khí, bao gồm vũ khí hạt Nhân. Máy bay có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết và bất kể ngày đêm. Tu-22M3 có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến đấu bằng tên lửa diệt hạm KH-15 hoặc tên lửa Raduga KH-22 và còn có thể ném các loại bom lượn hạng nặng. Các lực lượng Nga đã bắt đầu xây dựng mạng lưới chiến hào ở khu vực biên giới trong bối cảnh Ukraine ngày càng tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Đây là dấu hiệu cho thấy mối lo ngại ngày càng lớn về quy mô tiềm tảng của cuộc đột kích. Nga cho biết đã đẩy lùi nỗ lực của Ukraine nhằm tiến sâu hơn vào năm khu vực tại tỉnh Kursk. Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, những nỗ lực của các đơn vị cơ động của đối phương sử dụng xe bọc thép để tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga đã bị đẩy lùi. Những hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy một mê cung gồm các chiến hào được đào phía sau chiến tuyến hiện tại ở biên giới của Nga. Theo các nhà nghiên cứu nguồn tin mở, những rãnh hào sâu nhất nằm cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 45 km về phía Bắc. Chiến hào được đào trên một cánh đồng ở phía nam làng Lugo trong 4 ngày đầu tiên khi Ukraine bắt đầu tiến hành cuộc đột kích hôm 6 tháng 8. Có vẻ như chúng được thiết kế để bảo vệ thành phố do nằm trên trục đường chính dẫn vào thành phố. Góp cách biên giới Ukraina khoảng 60 km đường bộ và cách nơi thâm nhập sâu nhất của quân đội Ukraina khoảng 40 km. Một số video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy đã xảy ra cuộc giao tranh ác liệt giữa các lực lượng Nga và Ukraina gần làng Kromsky Biki cách Góp chưa đến 16 km. Nga cũng đã đào các chiến hào và xây dựng công sự ở rìa phía tây nam của thành phố Góp. Điều này cho thấy Moscow coi đây là mục tiêu tấn công tiềm năng của Kiev. Công sự thứ ba được Nga xây dựng tại giao lộ trên đường cao tốc E38 chạy từ Đông sang Tây qua một số thành phố quan trọng nhất của vùng Kursk. Các chiến hào nằm ở điểm đường R200 kéo dài từ biên giới Ukraine qua khu vực sút xa đến tuyến đường cao tốc chính. Bên cạnh đó, Nga cũng xây dựng hệ thống phòng thủ trải dài hơn 16 km nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Kursk. Trong đó cùng ngày, Ukraine tuyên bố chiến dịch xuyên biên giới của họ đã tiến được 1-2 km vào tỉnh Kurs và quân đội Ukraine đã hoàn tất việc kiểm soát thị trấn biên giới sút xa của Nga. Quyền thống đốc khu vực Kurs, ông Alexei Smirnov cuối ngày 14 tháng 8 cho biết, chính quyền khu vực này quyết định sơ tán người dân khỏi quận Kruskov trong bối cảnh lực lượng của Ukraine tiếp tục tiến vào khu vực biên giới. Quận này giáp trực tiếp với Ukraine và có dân số khoảng 20.000 người. Ông Smirnov cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng cảnh sát và các cơ quan khác sẽ điều phối quá trình sơ tán. Ngày 14 tháng 8, đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga, ông Rodion Mirosnik nói rằng tập thể phương Tây điếc mù khi nói về các cuộc tấn công của Ukraine và tỉnh Kursk, Nga, theo hãng thông tấn TASS. Ông Mirosnik nói, nếu phải đưa ra chẩn đoán, tôi sẽ kết luận họ bị điếc vào mù. Phương Tây thể hiện tầm nhìn một cách chọn lọc khi nói về tình hình nhân đạo trên chiến trường. Ông Mirosnik nói rằng, Nga phát hiện các bộ phận do Mỹ, Canada, Thụy Điển và nhiều nước phương Tây khác sản xuất bên trong các máy bay không người lái UAV mà Ukraine phóng vào lãnh thổ Nga. Nhà ngoại sau này dự đoán rằng các nước phương Tây sẽ cung cấp thêm hàng nghìn UAV cho Ukraine trong thời gian tới. Ông Mirosnik nói thêm, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg đã nhiều lần tuyên bố rằng NATO sẽ mua UAV cho Ukraine. Anh và Latvia cho biết sẽ dẫn đầu liên minh và cung cấp cho Kiev hàng nghìn UAV. Ông Mirosnik cũng cáo buộc phương Tây cố gắng bằng mọi cách có thể để biện minh cho các hành động khủng bố của Ukraine tại Kursk. Theo đại sứ Nga, sự thật trắng trợn về một hành động khủng bố do Ukraine tổ chức và thực hiện, phương Tây đang cố gắng bằng mọi cách để biện minh cho hành động đó, cố gắng nói rằng Ukraine có thể thực hiện bất kỳ hành động nào nhằm mục đích tự vệ. Ngoài ra, ông Mirosnik cũng cho biết Nga đã phổ biến thông tin về tình hình các cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk với các nước và các tổ chức quốc tế. Ông Mirosnik cho biết thêm, đầu tiên tất cả dữ liệu được chuyển đến các tổ chức quốc tế nơi có các phái đoàn Nga. Thứ hai, thông tin chi tiết được gửi đến các tổ chức nước ngoài của Nga, tức là thông qua các đại sứ quán của chúng tôi đặt tại các quốc gia. Ông Mirosnik nhấn mạnh rằng Nga cố gắng cung cấp thông tin tối đa cho các đối tác để cộng đồng quốc tế có thể đánh giá đúng đắn về những gì đang diễn ra. Ngày 6 tháng 8, Ukraine phát động chiến dịch tấn công vào tỉnh Kursk của Nga. Sau hơn một tuần chiến đấu, Kiev tuyên bố kiểm soát 1.000 km vuông lãnh thổ Nga. Trong khi đó, Moscow cho biết đã chặn đứng các cuộc tấn công của Kiev, khiến đối phương tổn thất hơn 2.300 binh sĩ và hàng trăm thiết giáp tờ The Moscow Times loan tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bổ nhiệm cựu viện sĩ Alexei Dumin giám sát chiến dịch quân sự đối phó cuộc tấn công của lực lượng Ukraine ở tỉnh Kursk. Điện Kremlin chưa xác nhận thông tin này. Hạ nghị sĩ Nga Nikolai Ivanov nói với mạng truyền hình RTVI hôm 13 tháng 8, Nguồn tin của tôi trước đó đã xác nhận thông tin này. Thật vậy, ông Diumin đã được mời đến gặp Tổng thống Vladimir Putin hôm qua và được giao nhiệm vụ giám sát hoạt động chống khủng bố. Nhiệm vụ chính là đánh bại lực lượng vũ trang Ukraine xâm phạm lãnh thổ thuộc khu vực Kursk. Ông Diumin là thành viên duy nhất không thuộc nội các và không liên quan quân đội hoặc các cơ quan an ninh mà lại có mặt tại cuộc họp trên truyền hình với ông Putin hôm 12 tháng 8, theo The Moscow Times. Trong cuộc họp đó, tập trung vào cuộc giao tranh ở tỉnh Kursk thuộc Nga, ông Putin đã ra lệnh cho quân đội đánh bật lực lượng Ukraine khỏi lãnh thổ Nga. Sau đó, một kênh Telegram loan tin có thông tin nội bộ cho hay, ông Putin đã chỉ đạo ông Diumin phối hợp tất cả các cơ quan đang hoạt động ở khu vực Kursk. Moscow đã triển khai các hoạt động chống khủng bố tại các tỉnh biên giới Kursk, Priyan và Belgorod hôm 8 tháng 8, trao cho quân đội các quyền khẩn cấp toàn diện. Theo kênh Telegram Polisatika ủng hộ Điện Kremlin, kinh nghiệm quân sự của ông Diumin, đặc biệt là kể từ khi Nga sát nhập bán đảo Crimea từ Ukraine vào năm 2014, có thể rất quan trọng trong việc phối hợp những nỗ lực phòng thủ. Còn theo Riba, một kênh ủng hộ chiến tranh nổi tiếng do cựu phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga điều hành, việc bổ nhiệm ông Diumin được cho là dấu hiệu cho thấy Tổng thống Putin không hài lòng với các nhà lãnh đạo quân sự và an ninh. Theo The Moscow Times, Riba bình luận thêm, vai trò của ông Diumin là kiểm soát hoàn toàn tình hình, chấm dứt các nỗ lực hời hợt và bắt đầu giải quyết trực tiếp cuộc khủng hoảng. Trong khi đó, kênh điều tra độc lập Agensvo ngày 13 tháng 8 loan tin một số blogger quân sự đã sửa đổi hoặc xóa các bài đăng về thông tin ông Diumin được bổ nhiệm như trên. Cho đến nay, vẫn chưa có thông báo từ Điện Kremlin về thông tin ông Diumin được giao nhiệm vụ mới. Ati Alaudinov, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự Chính trị Lực lượng Vũ trang Nga, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat, đã phát biểu về các chỉ huy và người tham gia hoạt động của lực lượng vũ trang Ukraine, AFU, tấn công vào vùng Kursk của Nga. Alaudinov phát biểu trên kênh truyền hình Russia 1, Bộ Tư lệnh NATO chắc chắn đã tham gia vào quá trình phát triển hoạt động này. Họ đã tham gia vào việc tổ chức nó. Tôi tin rằng các tướng lĩnh Mỹ đã chỉ đạo hoạt động này và cuối cùng tất cả họ sẽ phải chịu trách nhiệm. Theo vị tướng của quân đội Nga, một số lượng lớn lính đánh thuê nước ngoài đã tham gia vào hoạt động này. Các chuyên gia từ lực lượng vũ trang của các nước phương Tây có thể tham gia vào cuộc tấn công. Alaudinov Al trước đó đã nói rằng lính đánh thuê Pháp và Ba Lan đã tham gia vào hoạt động xâm lược vùng Kursk của Nga. Cựu chuyên gia phân tích CIA Larry Johnson đã nói rằng quyết định xâm lược vùng Kursk của Nga của Ukraine sẽ làm kiệt quệ quân đội Ukraine. Ukraine đã thua rồi, họ vẫn chưa ngừng chiến đấu, mặc dù khả năng tham gia các hoạt động chiến đấu của lực lượng vũ trang Ukraine đang giảm dần mỗi ngày, Larry Johnson cho biết. Theo Bộ Quốc phòng Nga, AFU đã mất khoảng 2.000 quân nhân và 140 xe bọc thép trong cuộc tấn công vào khu vực Kursk. Lực lượng vũ trang Ukraine đã xâm lược vùng Kursk của Nga vào ngày 6 tháng 8. Vào ngày 9 tháng 8, một chế độ hoạt động chống khủng bố đã được đưa ra tại các vùng Kursk, Priyan và Benkoros của Nga. Ủy ban chống khủng bố quốc gia giải thích quyết định này là do Kiev đã thực hiện một nỗ lực chưa từng có nhằm làm mất ổn định tình hình ở một số vùng của Nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông thường xuyên được báo cáo về tình hình ở tỉnh Kursk, phát biểu của ông được Nhà Trắng trích dẫn. Ông Biden nói, tôi thường xuyên nói chuyện với nhân viên của mình có lẽ là 4-5 giờ một lần trong 6-8 ngày qua. Việc này đang tạo ra cho Putin tình thế thật sự là tiền thoái lưỡng nan. Chúng tôi liên lạc trực tiếp và thường xuyên với người Ukraine. Đó là tất cả những gì tôi nói trong khi tình hình đang trong giai đoạn cao trào. Cho đến hôm nay, ông Biden vẫn từ chối phát biểu công khai về vụ tấn công của Ukraina ở tỉnh Kursk của Nga. Nhà trắng và Bộ ngoại giao Mỹ lần lượt phớt lờ yêu cầu của Sputnik đề nghị bình luận về thông tin từ truyền thông Mỹ. Theo đó, chính quyền Mỹ đã ban phước cho chế độ Kiev tiến hành chiến dịch này. Trước đó, ngày 13 tháng 8, hãng tin Bloomberg dẫn các nguồn tin cho biết Ukraine đang xem xét một số phương án cho một cuộc tấn công bất ngờ vào Nga sau khi nhận được sự ban phước của lãnh đạo Mỹ và Liên minh châu Âu cho cuộc xâm lược lãnh thổ Nga lần đầu tiên kể từ Thế chiến II. Trong khi đó, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc OHCHR đã yêu cầu Moscow cho tiếp cận khu vực Kursk để xác minh những cáo buộc của Nga về hành vi xâm phạm của quân đội Ukraine cao ủy nhân quyền nga tatiana moskankova đã kêu gọi liên hợp quốc lên án chủ nghĩa khủng bố của ukraina và thực hiện các biện pháp ngăn chặn vi phạm nhân quyền Người phát ngôn của OHCHR Ravina Samdasani ngày 13 tháng 8 cho biết, chúng tôi đang cố gắng thu thập thông tin về tình hình ở khu vực Kursk, nhưng nếu không được tiếp cận thì rất khó khăn. Chúng tôi đã yêu cầu được tiếp cận Nga để có thể có thêm thông tin. OHCHR thừa nhận rằng ít nhất 4 thường dân Nga đã thiệt mạng do chiến dịch quân sự của Ukraine. Theo quyền thống đốc vùng Kursk Alexei Smirnov, ít nhất 12 dân thường Nga đã thiệt mạng và 121 người khác bị thương, trong đó có 10 trẻ em. Ông cũng cho biết thêm 120.000 cư dân đã được sơ tán khỏi khu vực biên giới. Nghị sĩ Nga Alexei Chepa, phó chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế của Duma Quốc gia, phát biểu với giới truyền thông ngày 13 tháng 8 rằng Moscow có xu hướng chấp nhận yêu cầu tiếp cận của Liên Hợp Quốc. Chepa nói với hãng tin Lenta.ru, nếu không có hành động khiêu khích nào ở đây và các ủy viên Liên Hợp Quốc sẽ khách quan về thông tin họ có thể có được ở đó thì rõ ràng là có. Họ có thể thấy sự tàn phá đã diễn ra và đưa ra kết luận phù hợp. Các thành phần của sáu lữ đoàn Ukraine đã xâm chiếm vùng Kursk vào sáng ngày 6 tháng 8, chiến giữ một số làng biên giới. Moscow đã ban bố tình trạng khẩn cấp và phát động chiến dịch chống khủng bố tại khu vực giáp danh với Sumy của Ukraine. Quân đội Ukraine được các phương tiện truyền thông phương Tây phỏng vấn đã thừa nhận rằng mục tiêu của cuộc xâm lược là chiếm một số lãnh thổ có thể được trao đổi với Nga trong các cuộc đàm phán hòa bình có thể xảy ra và để giảm bớt áp lực trên mặt trận Donbass. Kể từ đó, Moscow đã loại trừ bất kỳ cuộc đàm phán nào với Kiev trong khi quân đội Nga đã đẩy nhanh tiến độ của họ ông Dmitry Polyansky, phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc, tuyên bố hôm 13 tháng 8. Để kết thúc bài phát biểu của tôi về cuộc xâm nhập đang diễn ra của Ukraine ở Kursk, tôi phải lưu ý rằng những người hy vọng rằng cuộc tấn công này sẽ gây ra bất hòa giữa người Nga và kiến họ sợ khái đã mắc phải sai lầm chết người. Động thái này càng khiến xã hội của chúng tôi đoàn kết và phơi bày bộ mặt thật của đối thủ, những người đã gặp thất bại hoàn toàn và đầu hàng vô điều kiện. Ông Poliansky cũng chỉ ra rằng không có một lời lên án nào từ các đồng minh phương Tây của Ukraine về hành động của chính quyền Kiev. Theo ông Poliansky, cuộc tấn công của Ukraine vào Curs là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy họ đã đưa ra một lựa chọn rõ ràng ủng hộ leo thang và sự thù địch. Quan chức Nga nhấn mạnh, đây là phản biện tốt nhất cho tất cả các đối tác quốc tế của chúng tôi, những người đã tuyên bố rằng chính quyền Kiev đang xem xét một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Câu trả lời đưa ra, đó là một lựa chọn rõ ràng cho việc ủng hộ leo thang và thù địch, mong rằng không ai sau này nói rằng chúng tôi đã không cảnh báo trước. Ông Polyansky nhấn mạnh rằng cuộc tấn công vào Kursk là một động thái mà Ukraine chắc chắn sẽ phải hối hận sâu sắc. Chiến dịch đột kích quy mô lớn của Ukraine vào Kursk bắt đầu vào ngày 6 tháng 8. Theo số liệu thống kê mới nhất, hậu quả của cuộc tấn công là 12 dân thường đã thiệt mạng và 121 người khác, bao gồm 10 trẻ em bị thương, 69 người đang được điều trị tại bệnh viện và tình trạng của 17 người trong số họ rất nghiêm trọng. Hơn 8.000 người đã rời đi hoặc được sơ tán khỏi các vùng biên giới ở Kursk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Kiev đã mất tới 2.030 quân, 35 xe tăng và 31 xe bọc thép chở quân kể từ khi bắt đầu giao tranh ở Kursk. Quân đội Nga cho biết tình hình gần Kursk đã được kiểm soát và Ukraine đang phải chịu tổn thất lớn nhất kể từ khi bắt đầu cuộc đột kích. Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo Ukraine chắc chắn sẽ bị đáp trả xứng đáng sau cuộc tấn công vào Kursk và mọi mục tiêu của Nga sẽ đạt được. Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sisky ngày 13 tháng 8 thông báo Ukraine đã kiểm soát 74 làng ở Kursk. Ông Sisky cho biết, cuộc chiến đang diễn ra dọc theo tiền tuyến, tình hình đã được kiểm soát dù cường độ chiến đấu cao. Trước đó, quan chức Ukraine tuyên bố lực lượng quân sự nước này đã kiểm soát 1.000 km vuông lãnh thổ Nga. Trong khi đó, Moscow vẫn tiếp tục điều lực lượng tới Kursk để đối phó cuộc đột kích. Politico trích lời ông Dmitry Likovy, phát ngôn viên của nhóm tác chiến chiến lược Tapria thuộc lực lượng phòng thủ Ukraine cho biết, Nga đã rút một số quân khỏi tỉnh Zaporizhia và Kherson ở Ukraine để bảo vệ tỉnh Kursk. Bộ trưởng Quốc phòng Litva Laurinas Kassionas cũng nói rằng cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk đang buộc Bộ Quốc phòng Nga phải di chuyển quân từ Kaliningrad đến khu vực giao tranh ở biên giới. Ông Kassiunas tin rằng việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công các mục tiêu của Nga sâu hơn trong lãnh thổ của họ sẽ là một tín hiệu tốt từ các đối tác phương Tây.